Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Đồng loạt khởi công hai cây cầu nối Hải Phòng với Hải Dương, sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và mở rộng giao thương giữa hai địa phương. Ra quân dọn vệ sinh môi trường nhằm lan tỏa ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận Lê Chân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Phát triển kinh tế bền vững theo hướng tăng tỷ trọng kinh doanh dịch vụ và nông nghiệp sạch công nghệ cao, xây dựng xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao lưu văn hóa và bảo đảm quốc phòng an ninh của hai địa phương, góp phần nâng tầm kết nối giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và vùng đồng bằng Bắc Bộ, như tinh thần nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh nối huyện An Lão của thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương và cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương. Vào sáng nay, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh. Dự lễ khởi công các dự án trên, lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Giao thông Vận tải, các sở ngành cơ quan đơn vị của hai địa phương và đông đảo nhân dân đôi bờ. Toàn bộ hệ thống giao thông kết nối giữa huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương bị ngăn cách bởi sông Văn Úc. Người dân và các phương tiện giao thông qua lại khu vực này chủ yếu bằng phà hoặc con đò nhỏ như phà Quang Thanh, đò Tú, đò Quán và các bến đò nhỏ lẻ khác. Việc đi lại của người dân, du khách và các phương tiện giao thông vì vậy gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, giao thương giữa huyện Thủy Nguyên và thị xã Kinh Môn bao năm qua cũng chỉ phụ thuộc vào những con đò nhỏ, gây khó khăn cho người dân và các phương tiện giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chưa kể hệ thống hạ tầng giao thông của thị xã Kinh Môn và huyện Thủy Nguyên tuy đã được đầu tư mới cũng không phát huy được hiệu quả. Phát biểu tại lễ khởi công đầu tư xây dựng hai công trình sáng nay, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng thông tin, sau hơn 4 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 15, kinh tế thành phố Hải Phòng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đột phá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân đạt trên 15% năm. Riêng những tháng đầu năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng vẫn giữ ở mức 14,9%, cao nhất cả nước. Thu ngân sách của thành phố tăng cao qua từng năm đã tạo điều kiện để Hải Phòng đầu tư cho xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ và hiện đại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh. Sau gần 5 năm, bằng các nguồn vốn, thành phố Hải Phòng đã xây dựng gần 45 cây cầu với tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 45 vào ngày 24 tháng 1 năm 2019 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó xác định Hải Phòng là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Với trách nhiệm lớn lao như vậy, nên chỉ sau 2 ngày Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 45, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và sau 7 ngày đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và sau 44 ngày làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.
trong đó. Các địa phương tập trung vào việc bàn và thống nhất xây dựng các cây cầu vượt sông để kết nối giữa Hải Phòng với các địa phương liền kề, cụ thể như sau. Xây dựng cầu sông Hóa để kết nối Hải Phòng với tỉnh Thái Bình, xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh để kết nối với tỉnh Hải Dương và xây dựng cầu Nại Xuân và cầu Bến Rừng để kết nối với tỉnh Quảng Ninh. Tổng giá trị của 5 cây cầu nêu trên khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, thành phố Hải Phòng đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn lên cầu, các địa phương liền kề đầu tư kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng và cải tạo các tuyến đường kết nối với cầu ở trên địa bàn. Vào tháng 12 năm 2019 vừa qua, sau hơn 7 tháng thi công, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành cầu sông Hóa kết nối huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng với huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư là 185 tỷ đồng. Việc khởi công xây dựng hai cây cầu cùng một ngày hôm nay là sự cụ thể hóa chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương. Hai công trình có tổng giá trị đầu tư gần 700 tỷ đồng, trong đó cầu Dinh có giá trị gần 300 tỷ đồng và cầu Quang Thanh gần 400 tỷ đồng. Sau khi hai cây cầu song sinh này hoàn thành, sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại, cải thiện đời sống cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, đặc biệt là việc mở rộng không gian kinh tế của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Tới đây, vào đầu năm 2021, thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục khởi công xây dựng cầu Lại Xuân và cầu Bến Rừng để kết nối với tỉnh Quảng Ninh. Để hai dự án được triển khai vào ngày hôm nay, thay mặt lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tôi xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ban ngành trung ương, cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hải Dương. Đồng thời, xin ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các thủ tục của dự án. Để dự án được triển khai đúng tiến độ và tổ chức khánh thành cùng một ngày vào dịp 13 tháng 5 năm 2021, tôi yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng triển khai thi công hai công trình này, đảm bảo chất lượng, có kỹ thuật, có mỹ thuật, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an toàn về lao động. 2. Yêu cầu huyện An Lão, huyện Thủy Nguyên cùng với huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định, không để xảy ra khiếu kiện và phấn đấu bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 6 năm 2020. 3. Yêu cầu các sở ban ngành của hai địa phương tạo điều kiện tốt nhất phối hợp cùng với chủ đầu tư, các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết các khó khăn vướng mắc để dự án được thực hiện theo đúng tiến độ. Tôi đề nghị các tổ chức, các đơn vị, các hộ gia đình ủng hộ việc thực hiện dự án này bằng cách sớm nhận kinh phí đền bù hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Cũng tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chúc mừng thành phố Hải Phòng khởi công xây dựng hai công trình lớn đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Đồng chí khẳng định, việc khởi công xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh hôm nay là kết quả của sự đoàn kết, gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương trong những năm qua, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân đôi bờ. Cầu Quang Thanh và cầu Dinh được xây dựng sẽ kết nối giao thông trực tiếp giữa huyện Thanh Hà với huyện An Lão, thị xã Kinh Môn với huyện Thủy Nguyên. Đây là những khu vực còn nhiều tiềm năng để phát triển nhưng còn khó khăn về việc kết nối giao thông. Việc xây dựng hai cây cầu này sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho hai địa phương chúng ta để cùng giao lưu phát triển. Tôi cũng tin chắc rằng sau khi được kết nối thì các huyện, thị xã hai bên cây cầu sẽ đổi thay diện mạo về kinh tế xã hội. Hải Phòng và Hải Dương sẽ tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Dự án hai cây cầu do thành phố Hải Phòng thực hiện đầu tư có quy mô và vốn đầu tư tương đối lớn, là công trình đòi hỏi cần nghiên cứu kỹ các yếu tố kinh tế kỹ thuật liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Nhưng đến nay đã hoàn thành tất cả các công việc chuẩn bị đầu tư và đã chính thức được khởi công xây dựng. Tỉnh Hải Dương chúng tôi xin được ghi nhận tình cảm, quyết tâm và sự nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị của hai tỉnh thành phố, đặc biệt là chủ đầu tư là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hải Phòng.
Về phía tỉnh Hải Dương, chúng tôi có trách nhiệm chỉ đạo các sở ngành, huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn sớm khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để xây dựng các đường dẫn kết nối đường tỉnh 390 với cầu Quang Thanh, đường dẫn nối quốc lộ 17 với cầu Dinh để phấn đấu hoàn thành đồng bộ cùng với dự án cầu, phát huy hiệu quả chung của các công trình. Với mong muốn tạo nên những điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan cho cả hai cây cầu, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Hải Phòng đã có những giải pháp thiết kế kiến trúc phù hợp, bảo đảm tính thẩm mỹ cao. Theo phương án, cầu Quang Thanh được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài cầu 536m, bề rộng 12m gồm 10 nhịp, tải trọng thiết kế HL93, kích thước khoang thông thuyền 50 x 9,5m. Đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, với bề rộng nền đường 12m, tổng mức đầu tư của dự án là 398,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hải Phòng là 396 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Hải Dương là 2,6 tỷ đồng. Cầu do công ty cổ phần đầu tư thiết kế cầu lớn Hầm thiết kế, nhà thầu liên danh là công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long, công ty cổ phần tập đoàn SCC, công ty xây dựng Thăng Long, công ty cổ phần thi công. Dự kiến thời gian thi công 15 tháng. Công trình cầu Dinh cũng được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, chiều dài 369,8 m, bề rộng cầu 12 m gồm 7 nhịp, tải trọng thiết kế HL93, kích thước khoang thông thuyền 50 x 9,5 m. Nhịp chính được thiết kế dạng dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực, thi công bằng phương pháp đúc hẫng cân bằng. Tổng mức đầu tư của dự án 269,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố Hải Phòng là 256,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Hải Dương là 12,9 tỷ đồng. Cầu Dinh do công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thăng Long thiết kế, liên danh nhà thầu thi công là công ty cổ phần xây dựng cầu 75, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18, dự kiến thời gian thi công 12 tháng. Công trình cầu Quang Thanh và cầu Dinh khi hoàn thành sẽ tạo ra một hành lang phát triển mới cho hai địa phương, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ kinh tế xã hội của đô thị Hải Phòng, mở ra cơ hội cho sự phát triển về du lịch, dịch vụ, góp phần nâng tầm kết nối giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, hoàn thiện tuyến đường bộ liên tỉnh kết nối giữa hai địa phương, giảm tải, bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 5, quốc lộ 10, kết nối quốc lộ 37, đoạn tuyến 389B, đoạn tuyến 352 và các tuyến đường trong khu vực, tạo sự liên kết vùng rộng lớn, đáp ứng nhu cầu giao thông, cải thiện đời sống của nhân dân trên địa bàn hai huyện Thủy Nguyên, An Lão, thành phố Hải Phòng và huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn của tỉnh Hải Dương nói riêng và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương nói chung. Không còn là những câu chuyện trong mơ, từ nay, người dân đôi bờ Văn Úc và Kinh Thầy, nơi hai công trình cầu Quang Thanh và cầu Dinh vừa được khởi công sáng nay, hoàn toàn có thể tin tưởng về một tương lai mới khi đôi nhịp cầu sẽ nối những bờ vui, chấm dứt tình trạng đò ngang cách trở. Bởi không lâu nữa, những cây cầu mới này khi được hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế văn hóa du lịch giữa các địa phương trong khu vực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Bao năm qua, việc đi lại của người dân đôi bờ Văn Úc và Kinh Thầy này hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống phà đò nằm rải rác ven sông. Những ngày con nước không thuận, những hôm dông bão ập đến, chỉ còn biết chờ đợi hoặc tìm cách sang sông theo hướng tuyến khác. Hôm nay, ước mơ về những cây cầu của người dân đôi bờ được ấp ủ qua nhiều thế hệ đã trở thành hiện thực. Trước đây thì phà phải chờ, nhiều lúc là không đi được. Nhưng bây giờ có cái cầu này thì là phát triển kinh tế, giao lưu giữa hai huyện. Đó là một cái điều rất là khẳng định là Đảng và Nhà nước quan tâm đến đời sống chung của nhân dân. Tôi cảm ơn. Chúng tôi người dân, tôi cảm thấy quá sung sướng và phấn khởi. 1-2 năm nữa mà xong cầu thì cái đấy là cái mơ ước người dân không bao giờ có. Chưa bao giờ từng thấy và có. Chúng tôi là người dân, tôi cảm thấy là quá cảm ơn Đảng và Chính phủ. Cách đây 29 năm là đã chuyển cái bến đò từ ở trên cống Trung Trang đấy mà về đây dưới này đã là một cái niềm vinh dự rồi. Thế bây giờ lại là được một cái cầu mới. Nhà nước quan tâm mà đã đưa cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân giữa hai tỉnh và kết nối giữa những cái miền quê mà người ta đã đi lại bằng cái phương tiện nó rất là gọi là thô sơ, từ cái thuyền nan, cái đò gỗ bây giờ đến cái phà và tương lai là cái cầu rất là hiện đại. Đấy, tôi rất là sung sướng. Chúng tôi phấn khởi lắm, mong muốn bao nhiêu năm nay rồi mà chỉ mong muốn rằng làm sao có cái cầu để đi lại. Tôi thì ở bên kia cầu, con trai ở bên đây cầu. Bây giờ là
tối về cũng được. Đấy là cái điều mong muốn, mà không phải một mình thôi, tất cả mọi người, kể cả hai bên của Hải Phòng và Hải Dương. Đấy, cái điều đó là một cái điều mong ước lâu lắm rồi. Hoàn thiện tuyến đường bộ liên tỉnh kết nối giữa thành phố Hải Phòng với tỉnh Hải Dương, cải thiện hệ thống giao thông, góp phần giảm tải, bảo đảm an toàn giao thông và đặc biệt là tạo điều kiện cho phát triển kinh tế của mỗi địa phương là mục tiêu mà các dự án hướng đến. Hơn cả niềm vui khi không lâu nữa sẽ không còn cảnh đò ngang cách trở là những dự định sinh kế ấp ủ bấy lâu sẽ có cơ hội để hiện thực hóa. Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua cái dự án các cái cầu ngoại tỉnh, trong đó có cái dự án cầu Dinh. Thế thì nhân dân cũng đã rất là vui mừng phấn khởi. Thế và càng có nghĩa hơn là hôm nay thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương tổ chức cái lễ khởi công cái cầu Dinh. Thì qua đây thì nhân dân cũng càng phấn khởi hơn. Thế và một thời gian nữa tới đây là cây cầu này sẽ hoàn thành, thì sẽ tạo cho nhân dân được đi lại dễ dàng, đồng thời cũng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng như là xây dựng nông thôn mới, cũng như là mọi cái mặt xã hội. Trước đây đi lại qua đò, qua phà nó rất là khó khăn, kể cả anh em hay là người thân của em đi qua đò này nó không thuận tiện. Thật sự là em thấy rất là hạnh phúc khi mà thành phố Hải Phòng đầu tư xây dựng cái cầu để qua sông này, giúp cho bọn em đi lại nó rất là dễ dàng. Cái cầu này cũng là điểm mơ ước của bọn em từ rất là lâu rồi. Tôi cũng rất là vui khi thấy là cái cây cầu Dinh này được khởi công. Có cầu thì chúng tôi có thể đi qua đi lại nó dễ dàng hơn mà không sợ bị nguy hiểm. Tôi cũng rất là mong là cây cầu này nhanh được hoàn thiện và khánh thành. Xây được cái cầu ấy đi lại thì nó rất là thuận tiện cho cả hai bên và không phải chờ đợi, và cái độ an toàn nó cao hơn rất là nhiều, hơn là đi với lại trên cái phà. Rất là phấn khởi một khi đã được bắt một cái cầu vậy nè. Chúng tôi mong muốn hàng bao nhiêu năm nay rồi đấy. Không lâu nữa, trên những dòng sông này, những nhịp cầu sẽ nối những bờ vui. Sau công trình cầu sông Hóa nối Hải Phòng, Thái Bình, công trình cầu Dinh, cầu Quang Thanh tiếp tục ghi dấu những nỗ lực của thành phố vì mục tiêu phát triển liên kết vùng, vì sự phát triển của mỗi địa phương và khu vực đồng bằng sông Hồng. Chương trình thời sự xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng mùng 1 tháng 8, sáng nay Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban tuyên giáo các ngành và 15 quận huyện tham gia. Với mong muốn giọt máu hồng trao đi một cuộc đời ở lại, Ban tuyên giáo Thành ủy phát động các tập thể cá nhân ngành tuyên giáo thành phố hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người. Đã có hơn 200 cán bộ, chuyên viên, nhân viên Ban tuyên giáo các ngành và các quận huyện tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Thời gian tới, hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hưởng ứng tích cực phong trào hiến máu tình nguyện nhằm chung tay chăm lo cho sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Cùng với ngành tuyên giáo, cũng trong sáng nay, cán bộ công chức Tòa án Nhân dân thành phố tham gia hiến máu tình nguyện. Cũng trong sáng nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân ra quân dọn vệ sinh môi trường tuyến đường Hồ Sen, một trong những tuyến đường đẹp nhất của quận, vừa được mở rộng, nâng cấp, cải tạo, góp phần chỉnh trang đô thị, chào mừng các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước trong tháng 5 lịch sử. Đây cũng là hoạt động thường xuyên hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy toàn dân trên địa bàn quận. Ngay từ sáng sớm, đông đảo công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải Phòng cùng hơn 300 người dân, ba phường Hàng Kênh, Dư Hàng và Trại Cao đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường Hồ Sen. Đây là tuyến đường vừa được mở rộng, nâng cấp, cải tạo và trở thành điểm nhấn kiến trúc đô thị trên địa bàn quận. Ngoài việc tăng cường lực lượng lao động, công ty cũng huy động các phương tiện thiết bị chuyên dụng để bảo đảm việc dọn vệ sinh diễn ra khẩn trương và hiệu quả. Tuyến đường Hồ Sen hiện nay là một trong những tuyến đường đẹp của thành phố Hải Phòng, là công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng cũng như là 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì hôm nay thì là công ty môi trường đô thị Hải Phòng đã hưởng ứng cái kế hoạch ngày thứ bảy toàn dân của quận Lê Chân, và đồng thời cũng là cái nhiệm vụ liên tục và thường xuyên của công ty trong cái việc rà soát thực hiện cái tổng vệ sinh địa bàn để đảm bảo cái chất lượng vệ sinh tốt nhất, đẹp nhất để phục vụ bà con nhân dân thành phố. Qua đây thì công ty cũng mong muốn nhân dân trong thành phố tích cực phối hợp với công ty trong cái việc thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, rồi phân loại rác tại nguồn,
để đảm bảo một cái môi trường thành phố Hải Phòng sạch hơn, đẹp hơn, phát triển bền vững hơn. Dọn vệ sinh không chỉ bảo vệ môi trường sống, hạn chế ô nhiễm, mà còn là việc làm thường xuyên của quận Lê Chân trong việc hưởng ứng ngày thứ bảy toàn dân với các hoạt động như xóa quảng cáo giao vặt, sơn vẽ tranh tường, thu gom rác thải. Đồng thời hoạt động trên cũng lan tỏa ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị sáng, xanh, sạch đẹp. Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, lợi thế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đó là những phương hướng mục tiêu mà Đảng bộ xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 25 diễn ra vào sáng nay. Nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng bộ xã Chính Mỹ đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội lần thứ 24 đề ra. Năng suất lúa năm sau cao hơn năm trước, chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, nhiều công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Xã cũng đã triển khai hiệu quả đến bà con nông dân việc chuyển đổi mô hình từ trồng lúa sang trồng hoa cây cảnh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác xây dựng đảng chính quyền và nâng cao chất lượng đảng viên được đảng ủy chú trọng chỉ đạo thực hiện. Triển khai sâu rộng cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên. Rút ra bài học kinh nghiệm từ những tồn tại hạn chế của nhiệm kỳ trước, Đại hội đã bàn và thống nhất phương hướng chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đặt mục tiêu tiếp tục khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương để Chính Mỹ phát triển bứt phá về kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm từ 5 đến 10%, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12% một năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 84 triệu đồng một người một năm. Phần đầu đến năm 2025, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh đồng bộ, bảo đảm ổn định quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Về công tác phát triển đảng, Đảng bộ xã phấn đấu trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Chính Mỹ khóa 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm năm qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Sáng nay, Đảng bộ Công ty tổ chức đại hội lần thứ 33, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển được nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, tạo việc làm ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Năm 2019, công ty đã tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động tại thành phố Hải Phòng, Nghệ An và các vùng lân cận, gấp 1,6 lần so với năm 2014. Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 đạt 95.450 tấn, tăng 1,43 lần so với năm 2014, nằm trong số những doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất thành phố với 325 tỷ đồng năm 2019, tăng gấp 1,32 lần so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng giai đoạn trung bình là 5,77%. Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 33 đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng thực hiện hàng năm bình quân từ 5 đến 8%, nộp ngân sách hàng năm từ 3 đến 5%. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thức, Phó Tổng Giám đốc Công ty, tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Công ty, đồng thời bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ quận Ngô Quyền lần thứ 23. Sáng nay, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Tiên Láng tổ chức Đại hội lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 33 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trường Trung học Phổ thông Tiên Lãng đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác chuyên môn, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, thực hiện nghiêm chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông. Ban giám hiệu và các nhóm chuyên môn đã xây dựng 457 chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh, bảo đảm chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ. Trong nhiệm kỳ, trường đã đạt 4 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố có 13 giải nhất, 42 giải nhì, 75 giải ba, 93 giải khuyến khích cùng 38 giải các cuộc thi khác. Đảng bộ nhà trường liên tục được huyện ủy Tiên Lãng đánh giá xếp loại là tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ nhà trường tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển giáo dục toàn diện, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, chú trọng công tác giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, giáo dục đạo đức cho học sinh, phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trước năm 2022, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, tạo không khí thi đua dạy và học trong toàn trường. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 34, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Lãng lần thứ 29. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 27 trong điều kiện có nhiều thuận lợi. Tình hình kinh tế chính trị của thành phố Hải Phòng ổn định và phát triển, huyện Thủy Nguyên nhận được sự quan tâm đầu tư của thành phố và có những bước phát triển đột phá trên nhiều lĩnh vực. Tận dụng những lợi thế đó, Đảng bộ xã Đông Sơn càng tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 27, nhiệm kỳ 2015-2020, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Với lợi thế là một trong ba địa phương về đích nông thôn mới sớm nhất thành phố từ năm 2013, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đông Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào, toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Chỉ trong vòng 5 năm, xã đã đầu tư làm mới và nâng cấp được 105 tuyến đường thôn xóm, đường nội đồng với tổng chiều dài hơn 7 km, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng. Các công trình khu thể thao, nhà văn hóa trung tâm, trường học được cải tạo khang trang theo hình thức xã hội hóa đã từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Là một xã thuần nông, nhưng nhờ khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, đặc biệt là các khu cụm công nghiệp đóng chân trên địa bàn, những năm gần đây, xã Đông Sơn đã thực hiện quy hoạch thành công khu nông nghiệp công nghệ cao 50 ha với cây trồng chủ yếu là hoa màu, cây nguyên liệu. Các diện tích bỏ hoang hoặc trồng lúa cho năng suất thấp được từng bước chuyển đổi cây trồng phù hợp, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, mang lại việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, nhiệm kỳ qua, công nghiệp xây dựng và dịch vụ bắt đầu đóng góp đáng kể vào chỉ tiêu kinh tế của địa phương. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,08% vào năm 2015 xuống còn 0,9% vào năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện ở mức 48 triệu đồng một người một năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy chính quyền và vận động quần chúng nhân dân luôn được đảng bộ xã quan tâm chú trọng. Coi đó là cơ sở để huy động sự đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã khóa 27, các nhiệm vụ của huyện và thành phố. Ở trong nhiệm kỳ vừa qua thực hiện cái chương trình công tác toàn khóa, Đảng ủy xã Đông Sơn và Đảng bộ xã Đông Sơn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng địa phương, cơ bản hoàn thành các cái chỉ tiêu đã đề ra, đạt được những thành tích nổi bật nêu trên là có sự đoàn kết trong lãnh đạo đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể và cả hệ thống chính trị vào cuộc để động viên, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương để phấn đấu xã Đông Sơn phát triển nhanh và bền vững. Đón đầu những thời cơ thuận lợi trong nhiệm kỳ mới, khi tuyến đường liên tỉnh Hải Phòng Hải Dương hoàn thành, quốc lộ 10 được nâng cấp mở rộng, giúp việc giao thông đi lại thuận lợi. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Đông Sơn tiếp tục đề ra mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế bền vững theo hướng tăng tỷ trọng kinh doanh dịch vụ và nông nghiệp sạch, sản xuất tập trung, công nghệ cao, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với chất lượng các tiêu chí ngày càng được nâng cao theo hướng đô thị, phấn đấu đưa xã Đông Sơn trở thành một trong những xã nông thôn mới giàu đẹp, văn minh, tiêu biểu của huyện và thành phố.
Sáng nay, Đảng ủy phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5, tổng kết trao giải cuộc thi viết Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, đất nước quê hương đổi mới, khánh thành một số công trình trên địa bàn. Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường hoạt động cách mạng, những công hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đất nước ta và nhân dân thế giới. Với tấm lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc vị lãnh tụ vĩ đại, mỗi cán bộ đảng viên phường Vạn Mỹ càng ý thức cần phải rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Dịp 19 tháng 5 năm nay, Đảng bộ phường Vạn Mỹ vinh dự có 18 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Sau hội nghị, phường Vạn Mỹ tổ chức khánh thành công trình bồn hoa tại cổng trụ sở phường, bức tranh tường dài hơn 30 mét tại ngõ 282 đường Đà Nẵng do Hội Phụ nữ Đoàn Thanh niên phường thực hiện với mục tiêu trang trí làm đẹp đô thị. Tiếp đó, phường tổ chức lễ khánh thành công trình sửa chữa nhà ở tặng hộ cụ Trần Thị Nung, 103 tuổi, ở tổ dân phố số 36. Gia đình cụ Nung thuộc diện hộ nghèo. Sau gần một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 25m² xuống cấp nghiêm trọng của gia đình được cải tạo khang trang, sáng đẹp với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí thực hiện từ quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ và nguồn vận động xã hội hóa. Đây là các công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức lễ bàn giao nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Mong ở khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng. Gia đình ông Nguyễn Văn Mong thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Vợ ông bị khuyết tật nặng, sức khỏe yếu và sống trong ngôi nhà xuống cấp từ lâu. Được sự hỗ trợ kinh phí xây nhà của cán bộ nhân viên Bảo hiểm xã hội thành phố, sau 3 tháng thi công, ngôi nhà với tổng diện tích 70m² đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng. Trong đó Bảo hiểm xã hội thành phố hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là gia đình dòng họ đóng góp. Tại lễ bàn giao, Bảo hiểm xã hội thành phố cùng các cơ quan đoàn thể huyện Tiên Lãng đã trao tặng gia đình nhiều phần quà, đồ dùng thiết yếu. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bảo hiểm xã hội thành phố và của toàn xã hội đối với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, ra đời cách đây gần 20 năm, ca khúc Hải Phòng tuổi thơ tôi được rất nhiều người biết tới với những giai điệu thân thương nồng nàn về thành phố cảng. Nhưng ít người biết rằng ca khúc này lại được sáng tác bởi một người con không sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, đó là nhạc sĩ Đỗ Chí Dũng. Tuy chỉ có một thời gian không dài gắn bó với thành phố, nhưng tình cảm với miền đất cửa biển đã thôi thúc người nghệ sĩ sáng tác nên một ca khúc được người Hải Phòng yêu mến. Ở đó, người nghe như được trở về với một miền bình yên diệu kỳ của tuổi thơ trên thành phố Hoa Phượng Đỏ với những địa danh thân thương. Trong phần cuối của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc này. Sinh ra ở phố biển Nha Trang, nhưng cả thời hoan niên của Đỗ Chí Dũng lại gắn bó với phố cảng Hải Phòng, từ những năm ông còn là cựu học sinh miền Nam. Mảnh đất này không chỉ gắn bó mà còn nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc trong Đỗ Chí Dũng, để lại trong hành trang nghệ thuật của ông hơn 500 ca khúc. Một cái tuổi thơ mình nó gắn bó với Hải Phòng, nên dù là đi đâu, về đâu đi nữa thì cái tiếng Hải Phòng nó cũng vọng lại trong trái tim mình, có một cái âm hưởng rất là thân thương mà hiền hòa. Cả miền Bắc mình lúc đó cũng đã khổ lắm, sau chiến tranh thì đói, có nơi đói và phải nhìn ăn để mà nuôi học sinh miền Nam nữa. Thì trong lớn lên tôi mới hiểu thế nào là cái tình nghĩa đồng bào bọc bao bọc lẫn nhau. Đi đâu về đâu, tiếng tôi thôn thức Hải Phòng, thiêng liêng thành phố. Từng ca từ da diết cất lên từ đáy lòng như gửi gắm tình cảm của những người con miền Nam đến với vùng đất đã kêu mang và nuôi nấng mình. Một phần sâu đậm trong đó là niềm biết ơn đối với nơi đã cho ông một khung trời hoa mộng. Ký ức về thời hoa niên ấy cứ trải dài trên mỗi một con đường, mỗi một góc phố, trên những dòng sông, trên những cánh phượng e ấp. Những năm tháng cuối đời, đôi lần được trở về thành phố tuổi thơ, nhưng trong trái tim người nhạc sĩ tóc bạc, da mồi, Hải Phòng luôn là những hoài niệm thiết tha, là góc nhỏ của riêng ông với những tình cảm chứa chan, sâu nặng. Có lẽ vì thế mà khi những câu hát cất lên như được xoa dịu, vỗ về.
xin đừng lấp dòng sông hoa phượng đỏ, đừng đổi tên con lạch mang tên đường. Hải Phòng tuổi thơ tôi là một trong số ít ca khúc được vang lên thường xuyên ở các chương trình nghệ thuật lớn của thành phố gần đây. Phối khí cũng nhiều, ca sĩ thể hiện cũng không ít. Nhưng người Hải Phòng nhớ nhất có lẽ vẫn là bản thu đầu tiên được phát trên sóng đài phát thanh truyền hình Hải Phòng với phần thể hiện của ca sĩ Dương Liễu. Cách đây khoảng gần 20 năm rồi, thì khi đó mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì mình có gặp nhạc sĩ Đỗ Chí Dũng và ông đã đưa cho mình bài hát này. Thì cái lúc đó là mình đang nhớ nhà. Và bài hát này đã làm cho mình rất nhiều cảm xúc. Cái nỗi nhớ nhà thì làm cho mình liên tưởng tới những cái ca từ trong bài hát. Nó rất là gần gũi và thân thương, từng hàng cây, từng góc phố. Nó như là gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ của mình. Và bây giờ khi hát lại bài hát này thì mình đã có nhiều những trải nghiệm hơn về giai điệu cũng như ca từ. Thì nó làm cho mình cảm thấy nó ngấm thêm. Xóm thân thương sông lấp lạch chảy cầu giao bên bích thuyền dây tuổi thơ chắc chiêu kỷ niệm với đây xin đừng lấp dòng sông hoa phượng đỏ đừng đổi tên con lạch mang tên đường xin giữ nguyên âm sắc còi tàu gọi bên tôi ôm ấp hoài Hải Phòng tuổi thơ tôi ôm ấp hoài Hải Phòng tuổi thơ Những thông tin dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Bắc thành phố nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 29 độ C, độ ẩm 85-90%. Phía Nam thành phố nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C, độ ẩm 85-90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 27 đến 30 độ C, độ ẩm 85-90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 3, cấp 4,